Tập thứ 5 của House Dragon mang tới cho chúng ta những dư âm sau trận chiến tại Rogues với điểm nhấn là sự tham chiến của những con rồng. Christian Cole thì vẫn chứng minh cho chúng ta thấy rằng đánh chất là một thế mạnh, ngoài ra thì vẫn còn báo đời với những quyết định sai lầm khi mang đầu rồng Merry đi diễu hành ăn mừng chiến thắng khiến cho dân chúng thêm phần hoang mang. Với việc Aegon trọng thương, Aemon đã dễ dàng tiếp quản được quyền lực tại King Landing khi đã đá được mẹ mình ra rìa. Còn với Rhaenyra, cô cũng bắt đầu nghiêm túc hơn với trận chiến này khi mời Corlys về làm tướng quốc cho mình và muốn tìm kiếm thêm các kỵ sĩ rồng mới để đưa những con rồng vô chủ ra trận, một trong những điểm mạnh mà Rhaenyra đã bỏ quên. Tập thứ 6 của House Dragon cũng đã có sự thay đổi lần thứ hai trong những cảnh mở đầu của bộ phim. Điểm nhấn lần này chính là về cuộc chiến tại Dorne với những quân lính của hai phe xanh và đen đều thiệt mạng trên những vũng máu. Sau đó là màn đối đầu giữa Merry và Sunfire. Và đó cũng là hai con rồng gặp những số phận đau thương trong tập thứ 5. Rồng Merry mang đầy những mũi tên trên mình, còn rồng Sunfire thì có những vết xước trên người. Ở giữa là Aegon, người đã xen vào cuộc chiến một cách đột ngột không theo dự tính. Phía trên còn có dấu tích của rồng Vega. Cuối cùng là một màu đen lan dần trên tấm thảm, tượng trưng cho sự mất mát đầu tiên của phe đen ở cuộc chiến này. Tập 6 được mở màn bằng cảnh hành quân của quân đội nhà Lannister với hy hiệu là những con sư tử đặc trưng. Sư tử không chỉ là biểu tượng của gia tộc Lannister, mà trong quân đội của họ thực sự có những con sư tử, giống như rồng của gia tộc Targaryen. Chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc lồng nhốt sư tử ở đây, điều mà đã không xuất hiện trong Game of Thrones. Trong cảnh này là nhà Lannister đang tới Golden Throne, một chi tiết không hề có trong nguyên tác. Việc những con sư tử bị nhốt lại cho thấy chúng không hề dễ tiến hóa hay là có mối liên hệ cá nhân với nhà Lannister, giống như rồng nhà Targaryen hay là soi sám của nhà Stark. Đây giống như một sự gượng ép thể hiện uy quyền của họ. Những con sư tử ở Westeros được tiết lộ là đã góp mặt ở đó trước cả khi người Ender tới, và chính bộ phim cũng khẳng định là các lãnh chúa nhà Lannister cũng sở hữu những con sư tử đó, nhưng chúng đều đã bị giết trước khi sự kiện trong Game of Thrones diễn ra. Việc những con sư tử này được góp mặt trên chiến trường cho thấy đây chính là một lợi thế tận dụng sức mạnh môn thú của nhà Lannister. Nó cũng sẽ mang tới nỗi sợ kinh hoàng cho kẻ địch, nhưng họ cũng sẽ khó kiểm soát những con thú dữ này hơn. Lãnh chúa của Lannister nói rằng sẽ tham chiến cùng với Aemon trên lưng của Vega. Đây là một điều kiện quyên quyết của hầu hết các lãnh chúa và Lady ở Westeros khi tham gia các cuộc xung đột. Họ rất e ngại đối đầu với một con rồng và cũng muốn tranh thủ điều kiện để đổi lấy sự bảo vệ của một con rồng, điều mà bản thân nhà Targaryen cũng rất cân nhắc và không mấy hứng thú. Tại King Landing, Aemon đã rất tức giận vì sự kiêu ngạo của lãnh chúa nhà Lannister khi nói rằng mình là một nhân vật quan trọng ở vương đồ, chứ không phải là một con chó thích gọi là tới. Là một nhiếp chính, thứ Aemon muốn là sự coi trọng với uy quyền mình đang có. Nó được thể hiện bằng sự bảo vệ, giống như cách mà mọi người từng làm với Aegon, đó là trân trọng một vị vua và luôn coi đó là sự sống còn của phe xanh. Nhưng mọi người lại chỉ nhìn Aemon như một kẻ giữ chỗ, một ngọn giáo sắc nhọn to lớn đảm bảo trong một cuộc chiến khi Aemon sở hữu Vega, nên tất nhiên Aemon sẽ không thích điều này trên cương vị hiện tại một chút nào. Aemon muốn liên minh với chế độ tam quyền để đối đầu với các hạm đội nhà Sirtaric nhằm thoát khỏi tình thế bị cô lập của hiện tại. Chế độ tam quyền là một nhóm gồm 3 thành phố tự do là Tyros, Lyath và Myr. Đây từng là những thuộc địa của Valyria trong thời kỳ Hoàng Kim, nhưng giờ đã trở thành những hải tặc, được nhận định là không đáng tin cậy để liên minh. Alison đã đề cập tới một giải pháp khác, đó là nhà Greyroy, một cái tên quen thuộc trong Game of Thrones và trong House Dragon thì đây chính là một trong những lực lượng hải quân mạnh hàng đầu. Jasper đã gọi nhà Greyroy là Red Kraken, nó ám chỉ tới Dothan Greyroy, lãnh chúa quân đảo sắt, một kẻ tàn bạo và khát máu, được coi là người hùng vĩ đại của quân đảo sắt. Để kéo Dothan về phe xanh, Jasper đã gợi ý tới việc gả thái hậu cho hắn với một biểu cảm coi thường. Điều này chứng minh sự hết thời của Alison tại hội đồng, và giờ đây Alison không còn được làm chủ cuộc chơi nữa mà chỉ trở thành một món đồ chơi chính trị nếu cần thiết. Ngay khi Christian Cole lên tiếng có phần trái ý để bảo vệ Alison cũng như nhận định về tình hình nếu liên minh với các thành phố tự do thì cũng đã ngay lập tức bị Aemon đẩy ra xa. Christian Cole cũng nói rằng mình không còn đủ quân để đấu với Daemon tại Harrenhal, điều đó cho thấy tổn thất của phe xanh tại Rogues là quá lớn trước sự phong bạt bên ngoài của họ. Cuộc chiến tại Rogues trở nên không còn thực sự có ý nghĩa về cả chiến lược lẫn mục đích. Hạ được Rhaenys và Merry thì cái giá cũng là Aegon và Sunfire, quân đội hai bên cũng thiệt hại quá nặng nề. Aemon muốn Christian Cole tới Harrenhal trước khi Daemon kịp quy tụ thêm nhiều quân ở đó và sẽ đối mặt với Daemon nếu Daemon muốn điều đó. Aemon rất quan trọng và có phần ngưỡng mộ khả năng của Daemon. Aemon cũng đã từng thổ lộ rằng đã rất vui vì Daemon muốn cố gắng giết mình,
nó cho thấy Daemon có phần e ngại và coi mình là một kẻ thù thực sự. Đây là một nhận định sai từ Aemon, xuất phát từ bản tính kiêu ngạo của mình. Thực chất thì Daemon chỉ muốn trả thù mà thôi, cũng chả có coi trọng hay là e ngại gì đứa cháu của mình cả. Sau đó, Aemon cũng đã thẳng tay trục xuất Alison khỏi hội đồng. Alison đã coi đó là một sự đáp trả tồi nhục thời thơ ấu, vì bà cũng đã nhận ra mình chưa bao giờ đối đãi công bằng với Aemon. Aemon chỉ như một sự bị và có phần bị ghẻ lạnh, thế nên anh ta mới tìm kiếm hơi ấm của người mẹ từ một cái bán dâm. Nó khiến cho Aemon chỉ có thể cảm nhận tình cảm gia đình như một giao dịch, nên khi Alison không còn giá trị thì cũng không cần phải tham gia vào hội đồng nữa. Aemon muốn loại Alison khỏi hội đồng để không còn người thách thức quyền lực tối thượng của mình nữa, tránh làm mất đi giá trị của bản thân khi những đề xuất và kế hoạch của mình đều bị Alison phản bác. Trong mắt của Aemon thì Alison sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với quyền lực thống trị của mình. Aemon cảm thấy bị coi thường trong suốt thời thơ ấu và Alison chính là một lời nhắc nhở về sự bất công đó vẫn còn đang hiện diện tại hội đồng. Đây cũng là một sự oán trách mà Aemon muốn dành cho mẹ mình khi bà ta không thể bảo vệ anh khỏi những đứa trẻ khác. Ngay cả việc trả thù cho mình cũng không làm nổi, thì sao Aemon có thể trông đợi thêm từ người mẹ này? Việc Aemon loại bỏ những rào cản trong hội đồng sẽ khiến anh ta trở thành một quân vương không còn bị kiểm soát. Nó sẽ là một điều khủng khiếp với vương đồ, mối nguy tiềm ẩn cho những sự hỗn loạn. Alison không chỉ là người mở đường cho phe xanh tiếp quản vương đồ, mà bà ta cũng thể hiện là tiếng nói hiếm hoi vẫn còn lý trí tại hội đồng khi đã có kinh nghiệm quản lý King Landing, nên việc loại bỏ Alison cho thấy đó là một sự nhỏ nhen, ích kỷ, thiếu khôn ngoan của Aemon. Tại hội đồng của Rhaenyra, Corlys cũng đã chính thức tham gia với vai trò là tướng quốc. Rhaenyra cũng thông báo về ý tưởng dùng tới những người mang dòng máu không tuần trùng trở thành những kỵ sĩ rồng. Người được Rhaenyra lựa chọn là hiệp sĩ Stephen Declan. Đây cũng chính là thuộc hạ đã đi cùng với Rhaenyra tới vương đồ gặp mặt đối chất với Alison ở tập thứ 3. Rhaenyra đã nói rằng một trong những tổ tiên của Stephen từng là một công chúa Targaryen. Phả hệ của hoàng tộc Targaryen tại King Landing thì không có đề cập tới điều này, nên có thể nói điều này đã diễn ra trước cả khi Aegon chinh phạt Westeros. Vì trước đó thì Dragonstone vẫn còn nhiều giao thương với Westeros, nên chuyện một người mang dòng máu Targaryen tới Westeros lập gia đình thì vẫn là một điều bình thường. Stephen đã không ngần ngại chấp nhận thử thách trở thành một kỵ sĩ rồng, bất chấp việc đang đùa với lửa rồng. Nó không chỉ chứng minh lòng trung thành của ông với Rhaenyra, mà ở đó còn là mong muốn mãnh liệt được báo thù khi Quisenko đã chặt đầu lãnh chúa Declan ở tập trước. Và tất nhiên tới với mùa thứ hai thì không thể thiếu thứ đặc sản ma mị hấp dẫn của mùa này, đó là Daemon và những điều ma mị tại Harrenhal. Ảo giác lần này thì đã có phần thiết thực hơn khi Daemon phải đối mặt với anh trai mình. Vua Viserys đã tức giận vì Daemon gọi đứa con trai đã chết của mình là người kế vị một ngày. Đây bản chất là một cảnh hồi tưởng lại của tập đầu tiên mùa thứ nhất, khoảnh khắc quyết định tới mối quan hệ dần một xấu đi giữa hai người khi Viserys quyết định sẽ chọn Rhaenyra thay vì Daemon. Tuy nhiên trong ảo giác này lại không trùng hợp với cảnh thật, mà nó có nhiều điểm khác biệt. Dễ thấy nhất đó là cảm xúc của Viserys. Trong ký ức thì đó là phần cảm xúc phẫn nộ, còn trong ảo giác thì lại là một cảm xúc thể hiện nỗi buồn của Viserys. Nó đang thể hiện chính tâm trạng của Daemon, đó là một sự hối tiếc. Anh ta dường như đã tự thừa nhận lỗi lầm của mình trong vô thức. Daemon nhận ra mình đã sai như thế nào và nó đã khiến anh ta phải trả giá ra sao. Đó không chỉ là vương miện mà còn là cả tình yêu của người anh trai, thứ thực sự mãi mãi không thể lấy lại được, một trong những dấu hiệu cho thấy anh ta cần phải chuộc lỗi trước khi quá muộn. Daemon đã muốn chạy thoát khỏi ảo giác này như cách mà anh ta hay làm khi gặp những tình huống không muốn phải đối diện, nhưng cánh cửa lại bị kẹt, thể hiện đúng tâm trạng của Daemon cũng đang bị mắc kẹt. Ngay sau khi tỉnh trở lại, Daemon đã muốn chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này. Alice đã chế nhạo Daemon, hễ thấy không vừa ý là lại bỏ chạy. Alice cũng khẳng định Daemon không phải là một người chơi cờ, mà chỉ là một quân cờ trên bàn cờ đó. Alice cũng đã nói ra bản chất của ngai vị, thứ mà ít người nhận ra hoặc cố tình không muốn chấp nhận hiện thực đó, rằng chính những người thèm muốn ngai vị lại không xứng đáng với nó nhất. Nó không giống một phần thưởng mà là một gánh nặng đi liền với trách nhiệm. Đây như một lời cảnh tỉnh cho Daemon giải thích việc Viserys không chọn anh. Nó vừa là không xứng đáng và cũng vừa là không muốn để Daemon phải gánh vác một gánh nặng. Xem Game of Thrones thì chúng ta sẽ đều thấy rằng những ai coi ngai sắt là một phần thưởng tối thượng, muốn ngồi lên đó để hưởng thụ thì sẽ đều đưa vương quốc tới chiến tranh và đau khổ. Viserys không chọn Daemon cũng là vì cả người dân lẫn không muốn hủy hoại em trai mình. Daemon đã tĩnh lặng một khoảnh khắc và rồi về lại với mục đích chính của mình, đó muốn một lời khuyên để đối phó với các lãnh chúa Riverland. Nó dường như cho thấy Daemon đã nhận ra gánh nặng mà Rhaenyra đang mang, ít nhất là cũng trong khoảnh khắc này, muốn chuộc lỗi thì nên tiếp tục san sẻ gánh nặng với cô.
Alice đã nhận định rằng nhà Tully không phải là gia tộc lớn nhất tại Riverland, cũng không phải là giàu có nhất, nhưng lại là ổn định nhất. Điều này là từ vị trí của nhà Tully mang tầm quan trọng về chiến lược. Nó nằm chính giữa Riverland và cũng là một trong những pháo đài lớn, có sự ổn định qua thời gian, không bị tác động nhiều như các vùng khác. 10 giây cho quảng cáo. Video này được tài trợ bởi X7 Game, nền tảng cung cấp các trò chơi trực tuyến đầy hấp dẫn trên điện thoại. X7 Game có tới hàng chục nghìn game hot nhất hiện tại của xứ Trung, được cập nhật hỗ trợ thường xuyên và chu đáo, có hỗ trợ tiếng Việt để mọi người dễ dàng trải nghiệm. X7 Game sẽ giúp các bạn trải nghiệm chơi game tốt hơn mà không cần phải tự mò mẫm ở những trang web nước ngoài. Link tải app mình sẽ để dưới phần mô tả của video, các bạn nhớ ủng hộ nhé. Sang tới Dragonstone, nơi Rhaenyra bắt đầu cho thực hiện điều điên rồ nhất trong lịch sử nhà Targaryen, đó là dùng một người mang dòng máu thấp kém pha tạp hơn để cố gắng điều khiển một con rồng. Mọi người đang hát một bài hát để gọi một con rồng lên. Đây bản chất không phải là một hang rồng khổng lồ mà bên trong là một ngọn núi lửa. Nó không giống một hố rồng được xây dựng cho rồng lưu trú. Dragonstone là một ngọn núi lửa, nơi có môi trường tích hợp để rồng sinh sống và phát triển, được nhà Targaryen xây dựng lên. Stephen được giao cho thuần phục Seathmoke. Ban đầu dường như nó đã chấp nhận ông làm người cưỡi mới, nhưng khi tới gần thì lại đột ngột phun lửa thiêu sống ông ta. Có vẻ như Seathmoke cảm nhận được nỗi sợ hãi của Stephen và cho rằng ông không xứng đáng. Sau đó, Colin đã ngỏ ý mời Aelyn trở thành phó đô đốc của mình. Tuy nhiên anh ta lại tỏ ra không mấy hứng thú với điều này. Aelyn sẽ rất thông minh để có thể nhận ra vấn đề của lời đề nghị này, và anh ta cũng luôn tỏ ra là kiềm chế và thận trọng trong các hành động với thân phận của mình. Trở lại với King Landing, người dân tại đây vẫn đang phải vật lộn với lệnh phong tỏa. Nguồn lương thực có thể dùng nhiều nhất lúc này đó chính là các món ăn từ cá, thứ không mấy hấp dẫn với người dân vì King Landing vẫn là một thành phố sát biển. Họ vẫn có thể đánh bắt gần bờ nhưng cũng rất hạn chế với lượng dân thành phố. Đi kèm với đó là những lời bàn tán và kích động về sự vô tâm của hoàng gia. Nó đều đến từ những người phụ nữ từng có liên hệ với các hoàng tử, nên họ hiểu rõ vấn đề hơn và cũng có một phần dính dáng tới sự thao túng thông tin từ Missaria. Khung cảnh được chuyển tới Dragonstone khi lệnh chúa Sertiga liên tục trách mắng Rhaenyra khi đã để mất một hiệp sĩ một cách quá lãng phí. Sertiga không ngần ngại chỉ trích nữ hoàng vì ông ta cũng mang dòng máu Valyria. Rhaenyra đã chịu hết nổi và thẳng tay tát cho ông ta một phát, thể hiện sự phẫn uất dồn nén bao lâu nay của cô tại hội đồng. Đã tới lúc họ cần phải kính trọng hơn là coi cô như một đứa trẻ. Tuy nhiên nó cũng cho thấy Rhaenyra đang dần một trở nên bạo lực hơn. Một trong những sự thay đổi rõ ràng nhất của Rhaenyra qua các tập đó chính là mái tóc. Nó từ thả xõa đại diện cho sự ngây thơ bỡ ngỡ thì giờ đã dần được bệnh ngay ngắn dần, chứng minh sự nghiêm túc và dần một quyết đoán hơn của cô. Cách miêu tả trạng thái của nhân vật này cũng đã từng xuất hiện ở Daenerys trong Game of Thrones. Cô ta cũng từ một cô gái ngây thơ bị kìm kẹp với mái tóc xõa và cũng dần bện tóc ngay ngắn, đi kèm với sự bạo lực ngày càng một thái hóa. Nên đây sẽ là ngụ ý ám chỉ tới chiều hướng của Rhaenyra. Này có tính là spoiler tiếp không nhỉ? Rhaenyra sau đó đã cầm lên một thanh kiếm với một ánh mắt đăm chiêu. Điều mà cô cảm thấy mình đang bị thiếu sót đó là kỹ năng chiến đấu vốn dĩ đã ăn vào dòng máu Targaryen. Mystara cũng đã rất ủng hộ việc tìm kiếm các kỵ sĩ rồng mang dòng máu thấp kém hơn, mặc dù khởi đầu đã thất bại trông đáng tiếc. Khi nghe được thông báo về tình hình dân chúng đang ngày một kích động, Aemon đã hồn nhiên cảm thán rằng sao sự kích động đó lại dồn về mình trong khi kẻ bỏ đói họ lại đàn Rhaenyra. Điều này cho thấy Aemon vẫn đang muốn tìm ai đó để đổ tội như mọi khi, trong khi anh ta không hề nhận ra vị trí của mình đang ngồi là cần phải bảo vệ họ cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra, Aemon vẫn đủ tỉnh táo để không tin dùng Laerys, một kẻ bán chủ cầu vinh quá lộ liễu, và bắt Laerys đi gọi Osto quay trở về để giúp mình. Khi nghe tin Aegon đã tỉnh lại thì Aemon đã tới để xem tình hình. Aegon đã sợ hãi và có cử chỉ muốn cố gắng tránh xa em trai mình, thậm chí là thừa nhận không nhớ gì để có thể được an toàn hơn. Aemon đã có một hành động lạ lùng, đó là hôn lên đầu của Aegon và đưa cho Aegon quả cầu của mình từ hội đồng, thậm chí là còn ấn nó vào thẳng vết thương của Aegon. Cho nhiều bạn chưa rõ về những quả cầu này thì mỗi quả cầu trong hội đồng lại có một màu sắc khác nhau và đại diện cho một vai trò cụ thể, ví dụ như của nhà vua sẽ có màu xám, của quan trông coi ngân khố sẽ có màu vàng và bạc. Hiểu đơn giản thì nó là một máy chấm công phiên bản không bị trừ chuyên cần. Mỗi người tham dự sẽ cầm một quả cầu của mình lên và những ai vắng mặt thì quả cầu đó sẽ trở nên nổi bật vì nó ở ngay trung tâm của chiếc bàn. Việc Aemon trao cho Aegon quả cầu của nhà vua, nó mang một ý nghĩa cảnh cáo đáng sợ như một lời nhắc nhở về quyền lực mới đã được thay đổi giữa hai người họ. Aemon vẫn sẽ nắm giữ quyền lực của nhà vua, còn Aegon thì chỉ cần nằm đó và giữ im lặng. Quả cầu đại diện cho việc người đó vẫn đang online tại hội đồng, nên khi đưa quả cầu cho Aegon thì cũng có nghĩa anh ta vẫn sẽ là vua,
nhưng việc ấn quả cầu vào vết thương của Aegon cũng là dụ ý sẽ bay màu nếu tính chống lại mình. Tới cảnh Rhaena đang đi dạo cùng với hoàng tử Rafi, họ chợt nhận ra dấu hiệu về sự tồn tại của một con rồng ở đây khi cánh đồng bị thiêu cháy với những xác con kiều xung quanh. Đây chính là một con rồng hoang có tên là Siptiller với sở thích ăn thịt kiều. Nó cũng có kích thước tương đương với Meli hay là Seasmoke. Mình sẽ nói trước, đây là suy đoán của mình chứ không phải là spoiler, vì trong nguyên tắc, Siptiller vẫn ở Ragstone chứ không lạc hẳn ra ngoài như thế này. Siptiller được cưỡi bởi một kỵ sĩ rồng là nữ tên Nettle, một người con gái hoang từ gái điếm không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên với góc nhìn mới này thì tin mình đi, cô ta sẽ không xuất hiện đâu, vì Siptiller sẽ không ở Ragstone để các ứng viên tham gia kiểm soát rồng. Thay vào đó, nhiều khả năng House Dragon sẽ cho Rhaena cưỡi Siptiller luôn. Với cách làm tương tự như Nettle đã làm, Rhaena sẽ dùng kiều dụ nó ăn mỗi ngày để nó làm quen dần và rồi chinh phục được nó. Trở lại với Driftmark, trong cuộc trò chuyện của Alan và Adam thì cảnh quay được quay sát tới cảnh Alan đang cạo tóc. Các bạn nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên? Chúng ta đều biết mọi thứ đang ám chỉ rằng Alan là con hoang của Cordis, trong khi Adam hy vọng sẽ đạt được thứ gì đó từ người cha và khuyên Alan chấp nhận sự quan tâm đột ngột của Cordis, thì Alan lại chọn cạo đầu. Hành động này chính là một sự che giấu thân phận của mình, vì mái tóc đó sẽ có màu bạc là điều khẳng định danh tính chính xác của lời đồn và sẽ biến hai anh em họ trở thành những người mang dòng máu Valyrian trực hệ gần nhất mà Rhaenyra muốn tìm. Sau đó, hàng loạt các con tàu chở lương thực mang huy hiệu của Rhaenyra xuất hiện tại King Landing, tạo ra một sự hỗn loạn trong dân chúng, đánh thức sự quan tâm của một nữ hoàng chân chính với họ. Đây chính là tạo ra vấn đề rồi cũng tự giải quyết nó. Ngày hôm sau, Kristen Cole và Grey lại tiếp tục lên đường chinh chiến tại Harrenhal. Khác với sự hào hứng lần đầu ra trận, thì giờ đây họ đều có tâm trạng mệt mỏi. Alison đã có một cuộc nói chuyện với Grey về Daeron, người con trai thứ tư của Alison với vua Viserys, nhưng chưa bao giờ lộ diện trong bộ phim này vì anh ta đã được đưa tới Othal, nơi gia đình của Alison sinh sống. Grey đã miêu tả Daeron với Alison rằng cậu ta là một người kiên cường, thông minh và tốt bụng, một điểm rất khác biệt với Aegon và Aemon. Lý do được Grey đưa ra với sự khác biệt này là vì Redkeep không phải là một môi trường lành mạnh để phát triển một người đàn ông, vì họ sẽ vướng phải các xung đột chính trị dẫn tới các thủ đoạn và chìm đắm trong tệ nạn. Daeron đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi tránh xa điều đó. Nó cũng giống như việc Daemon sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi tránh xa nghề sát. Nhưng điều đó cũng sẽ lên án về trách nhiệm giữa Viserys với Daeron hay Daemon. Và ở đây thì Grey đã lên án chính trị gái mình. Sau đó, Alison đã dẫn Helena tới nhà thờ để cầu nguyện. Cũng đúng vào lúc sự hỗn loạn đang diễn ra khi nguồn lương thực do Rhaenyra gửi tới đang được người dân tại Vương Đô giành giật. Sự hỗn loạn đó đã khiến Alison và Helena ở nhà thờ cũng không được an toàn. Họ được hộ tống rời đi ngay lập tức, nhưng vẫn hứng đủ sự phẫn nộ của người dân. Rõ khổ cho Helena, mỗi lần ra ngoài là một lần ám ảnh sâu sắc. Laerys đã tới phòng của Aegon và ngăn việc cho nhà vua dùng thuốc giảm đau, tiếp tục với những âm mưu cố gắng thao túng hoàng gia của mình. Trong khi đó, Daemon lại tiếp tục gặp phải các ảo giác, và lần này vẫn là với Viserys, nhưng trong hoàn cảnh ông đang khóc bên cạnh thi thể người vợ đã khuất của mình. Daemon đã tới ôm lấy Viserys và động viên ông. Nó phản ánh tới khoảnh khắc Daemon giúp Viserys ngồi lên ngai sắt và đội vương miện cho ông. Đó cũng là lúc Daemon ở bên cạnh anh trai mình, theo cách mà anh ta ước có thể làm vào thời điểm đó. Đáng tiếc rằng đó lại chỉ là những giấc mơ mà Daemon không còn có thể sửa chữa được các sai lầm, nhưng vẫn còn cơ hội để hoàn thành mong ước của Viserys. Đó không phải là chiếm lấy King Landing cho riêng mình, mà sẽ là công nhận Rhaenyra là một nữ hoàng. Khi tỉnh cơn mê, thì Daemon nhận được tin lãnh chúa Grover đã chết, và Alys cũng đã tham gia vào quá trình điều trị này, một thông điệp ám chỉ cô ta đã tác động tới cái chết này. Điều đó có nghĩa là Daemon sẽ có thể khắc phục được thất bại ở tập trước, khi có thể sử dụng Oscar để thống nhất được Riverland. Vì quân đội nhà Lannister cũng đang tới gần, Riverland sẽ phải tự bảo vệ mình trước phe giành. Tuy nhiên, mục đích của Alys thì vẫn còn là một bí ẩn, mặc dù điều cô ta vừa làm có thể đem lại lợi ích cho Daemon, nhưng Alys dường như nhìn được tương lai và thấy được cái chết của Daemon tại Harrenhal. Cô ta dường như đang muốn đưa mọi thứ vào đúng tầm nhìn đó, vì ngay khi Daemon làm hỏng mọi điều thì cô ta đã khắc phục lại ngay lập tức và để cho mọi thứ về đúng lộ trình cũ. Sau đó là cảnh cọc đi tìm châu khi Seasmoke dí thẳng vào Adam. Bạn đã được chọn, xin chúc mừng. Điều khó hiểu là Seasmoke đã chọn Adam ngay khi từ chối Stefan. Adam và Seasmoke xuất hiện trong cùng một khung hình thì đây không phải lần đầu tiên. Có vẻ như nó đã quan sát Adam từ lâu, đưa tới một mối liên kết tiềm năng giữa họ. Adam là kỵ sĩ rồng không trong dự tính của Rhaenyra, nhưng nó vẫn sẽ có lợi cho phe đen khi anh ta trung thành với Corlys, chính thức củng cố niềm tin vững chắc rằng ý tưởng tìm kiếm các kỵ sĩ rồng của nữ hoàng là hoàn toàn đúng. Nó không chỉ giúp phe đen mạnh hơn, mà hội đồng cũng sẽ dần chịu lắng nghe cô hơn.
Ở trong tên cuối có một phân cảnh khá là khó hiểu khi Mystara chia sẻ hoàn cảnh éo le của mình thì Rhaenyra đã tới ôm cô, từ đồng cảm sau đó là hôn nhau thắm thiết luôn. Mọi người chắc cũng đã biết cái pha khó hiểu này từ đầu khi chính diễn viên thủ vai Rhaenyra đã thừa nhận đó chỉ là một pha ngẫu hứng không có trong kịch bản, tức là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới các diễn biến về sau. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ phân tích một chút về sự ngẫu hứng này. Từ đầu mùa 2 tới giờ thì Mysteria không chỉ mang tới độ tin cậy, đóng góp nhiều thông tin quan trọng mà cô còn là một trong số ít người thực sự coi Rhaenyra là một nữ hoàng. Đối với Mysteria thì cô ta dường như rất tin vào Rhaenyra và muốn được làm hài lòng nữ hoàng. Tất nhiên thì cảm xúc dâng trào này cũng sẽ là một phần tới từ những cảm xúc phức tạp của cô với Daemon. Ngay khi nghe tới việc Sisymmachus có người cưỡi trên lưng, Rhaenyra đã nhanh chóng cưỡi rồng bay đi xác nhận, vì có một điều mà cô sẽ rất sợ, đó là người cưỡi sẽ là một thành viên đến từ phe xanh. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về tập thứ 6 của House Dragon. Các bạn thấy tập phim này thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.